Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hình cơ thể như này trong chương trình SolidWorks. Chúng ta sẽ đi vào cái hình đầu tiên trong bài này. Bài tập 3 này chúng ta sẽ có 4 hình tất cả. Được rồi. Các bạn mở phần mềm SolidWorks này. Từ đó các bạn nhấn vào New và các bạn chọn cho mình Path để tạo chi tiết, nhấn OK. Ở trước khi đi vào vẽ thì các bạn cũng cần phải xác định lại cho mình xem chính xác là cái đơn vị mình đang vẽ là ở dạng đơn vị nào. Các bạn bấm vào biểu tượng và chọn phần mai actually của bạn. Các bạn vào option chọn cho mình là document properties, chọn cho mình là một unit. Còn chắc chắn là các bạn đang chọn ở dạng mm rồi. Đang ở mm thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm là chúng ta sẽ ở dạng đơn vị là mm. Sau đó độ dài ở đây các bạn có thể lấy bao nhiêu số phẩy thì các bạn điền vào đây cho mình. Ở đây thì mình cứ để hai số phẩy đi, hai số đằng sau dấu phẩy. Sau đó các bạn nhấn OK cho mình thôi. Rồi. Đó là các bạn đã thiết lập xong. Bây giờ các bạn về mặt chiếu cho mình, mặt chiếu phân. Tức là nhìn từ trước vào. Hay mình gọi là hình chiếu đứng. À, các bạn về. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào vẽ. Mình tạm thời giữ cái cửa sổ này nhỏ vào một chút. Để các bạn dễ nhìn, dễ quan sát. Rồi mình mở cái hình ảnh đấy lên. Rồi mình cũng cho cái hình ảnh này nó nhỏ vào. Để chúng ta đỡ mất tích. Rồi các bạn nhìn thấy là cái vật thể này có kích thước tổng thể của nó, các bạn cứ vẽ từ tổng thể đến bên trong cho mình nhé. Thì đi như vậy nó sẽ đơn giản hơn, giống kiểu như là mình mua một cái khúc gỗ hay là một cái gì đó về mình đục mình đẽo nó thì dần dần nó vào. Đây cái chiều rộng của cái thằng này nó là 42, chiều dài tức là chiều sâu của nó là 80. Thế thì mình bây giờ mình vẽ một cái hình chữ nhật, mình sang spec. Mình chọn hình chữ nhật, vẽ hình chữ nhật mình chọn theo kiểu từ trọng tâm ra. Rồi mình vẽ từ trọng tâm ra, mình khéo lên một khoảng như này. Các bạn cứ khéo lên một khoảng như này thôi. Sau đó các bạn hãy định dạng kích thước sau. Bây giờ khi mà vẽ được hình chữ nhật rồi thì mình bấm vào Smart Dimension. Sau đó các bạn nhấn vào cạnh, đây cái cạnh 42 này trước. Các bạn bấm vào đây. Các bạn điền, đó là 42. Rồi chúng ta đã có một cạnh có độ dài là 42. Cạnh tiếp theo là 80. Các bạn kéo ra đi. Cho 80. Vậy là chúng ta đã vẽ được một hình chữ nhật 42, 80. Rồi các bạn hơi nghiêng lên một chút cho mình. Nghiêng để làm gì? Để chúng ta có thể đẩy khối nó lên, đẩy khối lên để nhìn được cái chiều cao của nó là bao nhiêu. Như vậy bây giờ mình phải cần xác định xem chiều cao của cái đối tượng này nó là bao nhiêu. Đó thì chúng ta nhìn vào cái hình vẽ của mình, các bạn nhìn thấy ở đây từ đây đến đây bằng 9 thì chắc chắn là một nửa rồi, thì dưới này là 19, tức là tổng từ đây đến đây là 18. Cái cạnh dưới này, cái cạnh trên này người ta cho là 20, 20 và 20 cộng với 18 đó là 38 rồi. 38 cộng với 9 nữa, đây quả này mình cho khoảng độ khoảng 9 bằng cái cạnh mép dưới này, như vậy là 18. 38 cộng với 9 nó là bằng 47. Rồi các bạn chỉ cần put lên 47. Rồi các bạn bấm xong Ctrl này, chọn Add chút cho mình. Các bạn đẩy khối lên và các bạn điền vào đây cho mình là 47 về một hướng thôi. 47. Các bạn đã đẩy xong cái khối này. Rồi. Ok, các bạn được một hình khối hộp lập phương như này. Đó. Thế bây giờ các bạn về mặt, các bạn đục lại, bắt đầu đục từ trên này xuống dưới này cho mình. Các bạn về mặt này. Đó. Rồi các bạn vẽ cho mình hai hình chữ nhật ở trên cái bề mặt đó. Đấy, các bạn bắt điểm, các bạn cứ vẽ ra như này thôi. Rồi bây giờ khi vẽ ra rồi, các bạn mới bắt đầu đi xác định kích thước cho mình. Kích thước của nó là cái chiều này. Đấy, các bạn nhìn thấy cả cái đoạn dài này của nó là 80 80, nó chỉ đi 50, còn lại 30 30, mà hai bên này nó đều nhau thì như vậy là mỗi bên là 15. Như vậy các bạn xác định cho mình bên này là 15. Xác định tiếp bên này nữa là 15.
10 năm. Rồi, 10 năm, 10 năm. Ok các bạn, bây giờ các bạn xem nó bút xuống, tức là S cắt xuống. Rồi, 20 cộng 9 là 29. Như vậy các bạn hơi cũng hơi nhiều đi một chút để nhìn rõ nét hơn. Sau đó các bạn vào vô trò chọn S cắt. Các bạn xác định xuống nó là 20, 29. Rồi, các bạn kết thúc. Đấy, nó đục xuống khoảng 29. Đó, các bạn nhìn thấy vật thể của mình đẽo ra được gần cái tầm này rồi. Đó, mình cứ đục như vậy thôi. Tiếp theo, bây giờ mình vẽ một hình chữ nhật ở đây nhé. Các bạn bề mặt này, mặt đứng này. Đó, các bạn có thể chọn lại các để nó xoay hẳn lên. Rồi, đó, các bạn nhìn này. Các bạn vẽ ra cho mình một hình chữ nhật ở đây. Các bạn kéo một khoảng không thế này thôi. Đó, và sau đó mình xác định xem là chiều này của nó là 20, tức là cái cạnh này nó dài 20. Các bạn điền vào đi. Cạnh này dài 20. Rồi, và cạnh này độ cao của nó là bao nhiêu? Các bạn nhìn thấy 9 cộng với 20 này, đây này. Từ đây đến đây, 9 cộng 20 là 29. Mình kéo ra đây. Mình điền 29. Đó, làm cách nào để xác định cho nó vào trong chính giữa này? Thì các bạn nhìn thấy cái đoạn này nó là 42, 42 chia đi 20 có nghĩa là 21, 22. Như vậy 22 chia đôi ra mỗi bên này là 11. Như vậy mình sẽ đo từ cạnh này đến cạnh này. Đóng xuống đây. Mình điền nó là 11. Rồi còn một cái chiều khoảng sâu này thôi, khoảng sâu này nó là 9, đây từ mép này đến đây bằng 9. Mình xác định từ đây. Mép này bằng 9. Sau khi xác định xong được rồi, đó các bạn nhìn này, mình đã xác định xong rồi, các bạn có thể lấy đối xứng xem. Như thôi, ở đây mình không lấy đối xứng để mình làm lại phát nữa để các bạn nhìn thấy rõ nét hơn. Và sau đó các bạn nhìn thấy là cắt sâu vào bên trong này nó là 20. Ok, mình sau đây chọn F cắt. Mình cắt sâu và mình điền vào là 20. 20. Đó các bạn đã có cái vật thể cắt vào 20. Bên mặt này mình làm tương tự như thế, mình chọn mặt này. Mình nhấn vào nôm mình tui. Rồi, mình lại cũng vẽ ra một hình chữ nhật. Đó, mình cũng vẽ đại như thế này đấy. Sau đó mới xác định được chiều cao, kích thước của nó. Rồi, mình xác định, cái này 20, nhưng mình vừa phân tích với bạn, nhìn vào hình đấy. 20. Cái này mình xác định cho nó là 29. 29, khoảng cách từ mép này đến đây của nó bằng 9, đây, 9 bằng 9 đây. Rồi, từ mép này đến đây bằng 9. Rồi, khoảng cách từ cái này, mép này vào đây, vào cạnh này, tức là 42 chia đi 20, còn 22, 22 chia đôi ra là 11. Mình xác định ở đây. Đó, mình chọn là 11. Đó, sau đó các bạn lại cắt sâu vào. Đó là 20. Các bạn cắt sâu vào. Đó, các bạn điền 20 tích. Rồi các bạn đã xong. Bây giờ chỉ còn hai cái lỗ ở trên này. Các bạn nhìn cái lỗ ở trên này nó cắt và nó có một cái nhìn thấy được bề mặt này, có nghĩa là cái lỗ này nó sẽ xuyên thủng xuống dưới này. Xuyên thủng xuống dưới này. Nhưng vì sao mà nó lại có một cái lỗ nhìn cái đường viền ở chỗ này nữa? Thì có khả năng đó là cái bề dày của nó này. Cái bề dày của cái lỗ to này đấy, cho nên mình sẽ cắt cái lỗ to này trước hoặc cắt cái lỗ con trước tùy các bạn. Rồi mình cắt lỗ Phi 14 trước. Phi 14 trước, mình về mặt này. Mình cứ vẽ cái hình tròn trước. Hình tròn. Đó. Sau đó mình xác định của nó là bằng Phi 14. Rồi mình điền Phi 14 vào đây. Đấy, nhiều bạn bảo là như vậy xác định được cái tâm này của nó hình tròn thì xác định như thế nào? Thì các bạn có thể dùng dimension đo từ cái tâm này ra đỉnh này, nó là bao nhiêu đó thì các bạn có thể xác định được nhé. Đấy, như ở đây mình vẽ ngay ngay từ trục, tâm trục rồi cho nên là không cần phải xác định nữa. Còn nếu không bạn nhấn vào đây bạn xác định đấy, cho nó để cho nhỉ, đến 50-50 trừ đi nó là 25 rồi đấy, chắc chắn rồi đó. Rồi sau đó mình sẽ ép chút đẩy nó xuống, cắt nó xuống. Rồi mình cho cắt quá đà đi như này đó các bạn, kết thúc rồi. Ok, đó các bạn đã nhìn thấy thủng. Bây giờ còn cái lỗ Phi 30 này, mình bấm vào đây. Rồi, mình xác định một cái hình tròn ở đây. Đó, mình ở đây xác định như thế này.
Rồi sau đó mình sẽ phải xác định đúng cái vị trí cho nó vào chính giữa của cái đường này. Chính giữa của đường này có là chia đôi bằng 2 năm. Như vậy mình chọn Smart Dimension. Mình xác định từ tâm này đến định này. Đó mình kéo xuống. Mình điền thông số của nó là 2 năm. Rồi các bạn nhìn thấy hình tròn nó đã vào rồi. Và khoảng cách từ dưới này lên, đây khoảng cách từ dưới này lên. Các bạn nhìn thấy khoảng cách từ dưới lên, người ta cho là 27. 27, đây mình sẽ đưa từ mép này lên đây. Mình xác định nó là 27. Sau đó mình sẽ cắt xuyên sang bên này. Đó. Kết thúc. Đó, như vậy các bạn đã tạo ra được cái vật thể. Đấy, vật thể mà mình mong muốn. Rồi, chúc các bạn làm tốt. Mình xin hư tạm dừng cái bài của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.